buồn nhỉ. Bán nào cũng thấy buồn buồn. Mày có bao giờ hỏi thăm không? Quét. Mày có bao giờ gọi điện thế không? Không đâu đúng không? Không hiểu sao mình đỡ bỏ con. Xin chào tất cả các bác, cô chú, anh chị đã quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Hoa Nắng Vùng Cao. Các bác biết là bên cạnh của San đây là ai không? Đây là cháu Nguyên, cháu mà bố mẹ bỏ rơi ấy các bác. Cháu bây giờ hiện tại bây giờ đang sống cùng bà cụ. Bà cụ thì năm nay cũng hơn 70 tuổi rồi các bác ạ. Nên là cái cuộc sống cũng khá là khó khăn và vất vả. Buổi sáng ngày hôm nay khi mà San anh em cũng đang trực tiếp và trao đổi với lại bà cụ về cháu Nguyên, thì bà có nói một số những cái vấn đề mà San cũng mong muốn là truyền đạt cũng như chia sẻ về hoàn cảnh của cháu Nguyên một chút cùng với các bác cô chú anh chị. Thì bà có nói cái vấn đề mà của cháu Nguyên á, hiện tại bây giờ thì bà cũng rất là trách móc là mẹ của cháu bỏ đi lấy chồng khác, mà trong khi đó thì không có thương gì cháu Nguyên cả. Nên là bố khi mà mẹ bỏ đi thì bố mới đi đi làm thuê kiếm sống. Hiện tại bây giờ thì đến có lẽ là một năm thì bố cũng gửi một ít tiền để mua quần áo cho cháu đi học á. Nên là thực sự mà cái điều mà San cũng mong muốn chia sẻ với các bác thêm một cái thông tin nữa là bà cụ cũng rất là muốn là có cô chú các bác anh chị giúp đỡ được cái số tiền gọi là tài trợ để cho cháu khi mà đi học á, không cần phải đi bộ mà trong thuê mọi người chở cháu từ bản vào trung tâm xá đi học rồi là từ trung tâm xá về trong mỗi tuần, tiền gọi là tiền học phí hàng tháng nữa các bác ạ. Đây là chính là mong muốn chia sẻ với các bác. Còn hôm nay á thì San cũng rất là vui khi mà có cô chú đồng hành để có thể là cùng với cháu đi ra ngoài chợ để mua những cái đồ dùng học tập để chuẩn bị cho năm học mới này. Thế là Nguyên vừa rồi là ai mua quần áo mới cho? Bố gửi tiền hay là ai mua cho? Bố gửi tiền về. Bố gửi tiền cho ông cậu mua á? Ông cậu đúng không? Vâng. Ừ. Đấy, bố gửi tiền về cho bên ông cậu ạ, mua được 2 bộ quần áo để ăn giảm 14 vừa rồi á các bác. Thực sự mà Nguyên thì chắc có lẽ là chưa được đi chợ bao giờ đâu. Từ lúc mẹ bỏ đi là có nhớ là mẹ bỏ đi là lúc Nguyên mấy tuổi không? Không. Không nhớ à? Vâng. Ừ. Chú nhớ là hình như chắc tầm 2 tuổi gì đấy. Còn bây giờ là 9 tuổi rồi. Lúc đấy thì các bác thấy là ở cái độ tuổi rất là trẻ. Nguyên đã đi chợ ba tuần bao giờ chưa? Chưa. Chưa bao giờ? Vâng. Ôi dồi, 9 tuổi rồi mà chưa bao giờ đi chợ. Đấy, nên là hôm nay đi cùng chú xem là cần mua cái gì về đi học, rồi mua giày dép thì mua nha. Vâng. Ừ, đấy, ngoan chưa? Thưa các bác ạ, cũng không chia sẻ quá là dài nữa. Thì thực sự mà vấn đề của vẫn những cái khó khăn của cháu Nguyên thì như các bác cũng thấy rồi. Nên là mời các bác đi cùng với San đưa cháu Nguyên đi chợ để mua đồ dùng học tập, rồi xem là cháu cần cái gì thì mình mua nhé các bác. Đi. Từ chỗ San về đến ở đây thì cũng gần trung tâm xá luôn rồi. Còn từ những cái đoạn bên kia thì là đường đất. Tuy nhiên thì từ cái đoạn này đi cũng đường nhựa rồi, cũng đỡ vất vả. Rồi ok, không dài dòng nữa. Mời các bác đi cùng với San với chú cháu nhé. Rồi và đến chợ, đưa Nguyên đi chơi chợ một tí rồi là mới mua đồ. Nguyên chưa đến đây bao giờ đâu đúng không?
Thế đi chơi, đi chơi chợ một tí rồi mua đồ sao? Cái gì chưa biết thì chú chỉ cho nha. Biết cái này gì không? Hoa đu đủ ấy. Không biết, chưa đi chơi bao giờ. Cháu nguyên đi chơi chợ một tí đây. Đây thấy gì chưa? Đây các bác khá là ổn. Đi xuống một tí đi. Và cháu nguyên đi chơi chợ một tí, xung quanh một tí, ổn với lại nóng nữa các bác. Xem là có cái gì mua không? Mua về ăn. Cần thật xe đấy. Mang khô bao nhiêu đấy chị? Dạ? 190 à? Cái này mang gì đấy? Ngon đấy nhỉ? Nhiều nhỉ? Mua 2-3 cơ đi. Đợi tí đã, cháu đưa cái bé đi chơi một tí chợ đã. Nóng quá. Xem có hoa quả gì không? Có hoa quả gì ngon nhỉ? Ở trên này mua cặp sách nha. Xem là thích cái cặp sách gì. Đây này, Nguyên hay bảo là thích xe đạp ấy. Mấy con xe đạp này, thích con nào không? Thích xe đạp con nào? Nguyên? Chưa đến bao giờ, đi vào đây đi. Chưa đi vào chợ bao giờ. Không, để mua cái cặp sách ấy chị. Vâng, cho bé. Con lớp mấy à? Lớp 4 đúng không? Sang năm lớp 5 đúng không? Đây con ơi, lấy cái này. Cháu bé quá. Vâng. Bởi vì là cũng không có bố mẹ chăm lo ấy. Vâng. Đây à? Thế nào? Cái này của con gái. Ở với bà cụ. Cái đấy to quá. Cái to nhưng mà cái này học sinh lớp. Cháu phải lấy cái bé thôi ạ. Trước là thấy cháu toàn đeo cái to đùng đi. Không, anh ơi, bây giờ bọn nó học có nhiều sách hết. Vâng. Đeo cái to đùng đó, rồi được. Này. Cái này phải thu bớt dây lên thì cháu nó sẽ đeo được. Thu về xem nào. Em thu cho. Tại vì đi học xa có ít quần áo nữa. Đúng rồi. Đi học ngoài. Ở đâu đấy? Ở đâu mua cho cháu? Ở trung tâm xá. Ở trên xá ở luôn ấy. Mẹ thì bỏ đi lấy chồng khác, bố thì đi làm thuê Vĩnh Biện. Nghĩa là bố đi làm mà cả năm trời không về lần nào ấy. Trẻ con thì bây giờ nó đang được ăn sung mặc sướng chứ không phải là vất vả như này đâu. Dạ. Thực tế là thế. Bây giờ quyền của chúng nó được như thế. Chính xác. Mình cũng thế. Thích thắt lưng gì không? Nguyên. Quần này không cần thắt lưng đâu đúng không? Có cần đúng không? Không cần đâu, quần này không cần. Đã, chắc là thích. Thích cái gì không? Mũ hay cái gì không? Nón này. Nguyên. Dép nữa xem thích đôi nào. Xem dép đi. Đấy tí đã, cháu. Cháu cứ lấy từng cái. Đây tự chọn đi, cái nào cũng được. Cái nào cũng được nhá. Lấy cái nào cũng được. Chọc quá, chưa bao giờ đến đây mà chị. Vâng. 9 tuổi rồi chưa từng đi chợ bao giờ. Chưa từng đi chợ bao giờ. Nghĩa thằng này chưa đi chợ bao giờ ấy hả? Vâng. Ô, còn... có ai đưa đi bao giờ đâu. Nguyên xem thích gì đấy. Nguyên. Cái gì cũng không dám. Cái gì cũng không dám sợ ấy. Đấy là nó không tiếp xúc bên ngoài là thế. Vâng, tại vì chưa tiếp xúc bên ngoài bao giờ. Ra ra vài lần khác biết. Bây giờ chưa biết lấy cái gì luôn ấy. Mình xem lấy cái gì thì lấy đi. Còn xem cái gì đây? Quần áo các thứ.
tí nữa, để một tí xem cái cặp sách đã, rồi là lấy về đút vào cặp sách. Đi cùng với anh, cần thật xe đấy. Vào bên trong này kiếm đôi giày đấy. Đây đi. Đây bên này đi bạn. Vào bên này đây. Vào bên này đây, đây này vào đi. Kiếm giày, sách vở, bút, viết. Đấy, đi đi xem giày đi. Này. Rồi là... Thế đi vào đây con. Chưa đi chợ bao giờ nên là chập quá hay không? Đúng rồi, giờ phải các chú hỗ trợ chứ không có gì căng. Bố mẹ thì không có nên là chưa đi chợ bao giờ. Hỏi xem là con bé... Con có thích giày này không? Không thích. À? Đấy. Giày bata. Cái giày không thích bata là rẻ nó cũng không thích rồi. À, thích cái giày cao cao ấy. Đấy, cái loại giày ấy kia cơ. Giày thời trang ấy. Đấy, bây giờ trẻ cũng... Đấy, trẻ cũng thời trang đấy. Cái này Oli hay là... Cái đấy để bác bà lấy cho con. Vâng. Lấy một tập vở cho bé đi. Mà... chiều phát rồi giày. Lớp, lớp mấy nhỉ? Lớp 5, sang năm là lớp 5. Lớp 5 bé thế này thôi hả? Vâng. Tại vì sang năm lớp 5 hay lớp 4? À. Lớp 5 rồi. Thế những năm trước là ở với ai? Ở với bà cụ. Bà cụ hơn 70 tuổi rồi cô. À, bố mẹ mất hết à hay nào? Không, bố mẹ thì bỏ đi lấy chồng khác rồi. Nghĩa là ly hôn rồi á. Sau đó là bố thì bây giờ đi làm thuê Vĩnh Biệt ở tại Thái Nguyên gì đấy. Không thế có biết đâu. Con ở nhà. Vâng, con ở nhà. Chắc bỏ nhau từ lúc mà bé 2 tuổi ấy cô. Ở trong con em mẹ bỏ nhau từ lúc hàm bé 2 tuổi cứ ở lang thang vậy thôi chứ ở ngoài rồi là đi bé xíu bé 5 tuổi thì thường là mấy bé cái cao bằng này rồi, đấy. Lớp 5 chứ. Lớp 5 chứ. Lớp 5 chứ. Lớp 5 tuổi. Lớp thằng đội à lớp 5 tuổi à? Không có lớp 5. Học lớp 5 rồi. Vâng vâng. À. Đấy, 9 tuổi. Ừ, đúng rồi, thằng cu bên nhà bà nó cao bằng cái này rồi, cao tít rồi, năm cao tít rồi. Vâng. Đây, thế bây giờ cái vở này thì là cái này nó là cái dày, còn cái mỏng hơn thì đây chắc hay cho cháu viết cái 48 trang này thôi. Yeah. Chứ cái này dày quá. Con viết loại này nhá. Nguyên. Cái đấy là 48 trang, còn cái này 80 trang. Thế lấy một tập này đi cô. Đấy. Một tập này xem là thước kẻ bút gì đấy. Lấy luôn một nguyên một hộp đi. Và lớp 5 là viết bút bi rồi đấy. Viết bút bi. Đúng không nguyên? Bút bi hay là bút mực? Lớp 4. Lớp 4 á? Lớp 4 thì ở mọi năm là con viết bút A hay là con viết bút bi? Bút A. Bút A. Bút A. Bút này á? Bút này á? Kìa, cái hộp kìa đấy. Đây đúng không? Mở ra mới biết. Đây mấy cái. Con thì cứ lấy cho bé một hộp luôn đấy bởi vì là bút A, bút A. Bút A đi em. Cái này đúng không? Ừ. Không phải. Thì biết bút gì? Ba xanh. Hả? Ba xanh. Bút xanh nhá. Ừ. A xanh kìa. Đấy A đen. Đây. Đúng không? Ừ. Ừ, chính xác nhá, với cái này nhá. À, đi xem giày đi. Thước kẻ lấy không? Cái này lấy không? Được rồi, để đây đã, xem giày đã. Còn mấy cái màu này có cần không? Chắc không. Cái này không hợp mỹ thuật đâu. Không cần. Không cần đâu, lấy cái này trước nha. Đấy, xem là có cái giày gì đấy không cô? Đấy, cô chỉ có mỗi giày này thôi. Vâng, giày này thôi à? Có lấy dép không? Không. Không lấy dép, lấy giày thôi. Thế thôi cô, lấy cái này cho cháu, cho cái túi bóng. Đâu, đây. Để cháu móc cho vào này luôn hay là cho vào túi? Cho vào túi mà cháu móc lên xem, bởi vì cóng lên đi nặng ấy. Rồi, ok. Thầy Nguyên nhá, bà thương bà cho sứa cái thứ thì phải xin, phải cảm ơn nhá. Ừ, phải ngoan như thế cô chú mới thương nhá Nguyên. Thế là ở trên bản con này là ở đâu? Vâng, ở trên bản con luôn. À. Vâng. May thế này được các chú như này. Cô chú cũng giúp để sắm đồ đi họp ấy. Và bởi vì là như cháu thường thường ấy, quả như thường thường mà đi họp ấy thì hàng tuần là cứ đi bộ như thế đi thôi.
đi bộ là có cái ba lô lúc trước là cho thấy là bởi vì thấp bé có cái ba lô đến cái vị trí này này. Ôi dồi ôi, cứ đi bộ lùi thủy một mình như thế đấy. Người ta thì người ta có bố mẹ người ta đón hết rồi. Và mới đi bộ về. Và mà những người ở xóm ở thôn những người không ấy cái đấy 25.000 cháu mà cũng không ấy để đưa đi con cả nhiều. Nhưng vừa rồi thì bà cụ cũng nói là bà Nam vừa rồi bà bỏ 200.000 để thuê người ta chở. Nhưng mà 200.000 thì chắc người ta chỉ chở một vài chuyến thôi chứ chở một hai chuyến thôi chứ có. Người ta làm sao mà này lớn mới thành người và khổ này lớn thành khổ ngay giờ không ai dạy dỗ sợ đấy đấy lại còn thế là cười sợ là sợ đấy sợ là không ai dạy dỗ lại lấy đồ người ta các thứ ấy kiểu khổ quá đấy và thiếu thốn quá mới sinh ra. Thanh Nguyên còn lấy gì không? Không lấy thì thôi chào bà nhé, quay lại chào bà con về đây nè. Rồi chịu khó học nhá, ngoan nhá. Chào bà con về. Ngoan ngoan nhá, chịu khó học làm người nhá. Thế đây, đây đây để chú xách cho. Để chú xem móc về đây xem. Đây để chú cầm cái ba lô cho. Tí nữa móc, tí móc lên xe. Nóng không? Nóng như này lấy cái mũ đội nhá. Nhá. Nguyên. Lấy cái mũ đội nhá. Có thích mũ này không? Ừ? Có thích không? Không à? Thế mà lấy cái mũ dài dài ạ. Vừa nãy là cùng với Nguyên đi mua đồ. Thì ở dưới này cũng trời rất là nóng ấy các bác. Nên là địch là ăn uống ở dưới này. Nhưng mà cũng ngày chợ rất là đông. Vừa đông người này vừa nóng. Nóng bức ấy này là anh em không ở đây ăn chưa được. Buổi sáng thì cũng ăn sáng xong mới đến. Thì những cái đồ dùng mà Nguyên cần á là giày rồi quần áo thể thao rồi là tiếp theo là cặp sách với lại vở các thứ thì cũng mua rồi. Nguyên có vui không? Đi mua đồ vui không? Có. Ừ, có vui đúng không? Hôm nay thì là số tiền á là có một cô chú ở bên Mỹ thì cô cũng giấu tên, cô không cho biết tên. Rồi là có cô Hương ở Hà Nội, cô giúp 500.000. Thì hôm nay thì chắc là chú cháu mình đi chắc là tổng hết tất cả mua đồ các thứ rồi là tí nữa mình ăn trưa thứ chắc là cũng hết 1 triệu thôi. Còn lại 500.000 thì để lúc nào làm xem nào lúc nào đi họp ấy mà tiền đi họp thiếu thốn cái gì thì chú sẽ mua tiếp nha. Còn ngoài ra thì cũng cái tiền họp ấy mà giả sử như bà nói là rất là muốn là có ai nào đấy giúp cái số tiền để ai nghĩa là chở con đi học ấy thì lúc đấy chú sẽ báo cho bà cũng như báo cho con. Như cái bánh kẹo cái thứ thì mua về cho bà cụ nha, bánh nó bánh mà mềm mềm ấy nha, mang về cho bà thương ấy. Mình đi đâu ấy thì thôi mình là cháu gọi là bên ngoại, nghĩa là bà cụ không phải là bà đâu mà các bác ạ. Bà thì đi cải tạo á, nên là bà ở bên ngoại bên cụ ấy thì cũng nếu mà mình thật sự như cháu mà đi đâu á mình mua được một ít đồ ăn thức uống cho cháu thì chắc có lẽ là bà sẽ cũng thương hơn. Nên là Nguyên sắp tới là đi họp thì San sẽ tiếp tục mà quay cho các bác, cũng như là có các bác cô chú anh chị mà giúp đỡ được gọi là cái tiền để mà thuê người ta chở cháu hàng tuần từ chủ nhật là chở cháu đi trung tâm xã họp rồi là đến thứ sáu lại chở cháu về nhà thì San sẽ thông báo với các bác cô chú anh chị cũng như là cháu Nguyên rồi là bà cụ của cháu nữa. Đi cùng Nguyên đi chợ về đến nhà rồi thì ở đây là nhà của bà cụ. Bà đi đâu rồi? Bà chắc là không biết đi chơi ở đâu đấy đúng không? Đây này, hình như là cháu của bà cụ đây cũng có hai cháu. Không, nếu mà theo các bác thì chắc là bị bệnh tạc thì phải hai cháu hai anh em ấy nhỉ. Hai anh em đây này con. Đấy nhìn có vẻ như là nhìn rất là khó đây. Con mấy tuổi rồi? Em. Con gần 3 tuổi. Gần 3 tuổi à? Hơn 2 tuổi. Thì anh trai này. Như là con trai của em ấy. Con trai cả mấy tuổi?
Em chơi cả gần 5 tuổi. 5 tuổi rồi à? Hơn 5 tuổi. Thế năm sang năm là học lớp 1 rồi ấy nhỉ? Năm nay học là... Năm nay học lớp 1 á? Nó học sớm rồi. À. Đây có vẻ như là mắt cũng không được bình thường các bác. Đây đứng lên xem nào. Đứng lên chú xem nào. Đứng lên xem nào. Đây. Qua về bên này. Anh em. Ồ. Chắc là bé sợ. Chắc là mắt nhỏ hình như còn đấy đứa hơn đấy, đúng thật. Nhưng mà bé nhỏ là hình như da cũng sao nào. Da thì trắng nhau. Ừ. Ôi nhưng mà cái này là không, mặt trời không phơi được tí nào đâu. Trời phơi là bỏng da đấy các bác ạ. Nên là cũng nhiều các bác ở trên mạng thì chia sẻ cũng biết rồi, cái này chắc có lẽ là bệnh do ở trong lúc mà gen ấy, trong bụng ấy, không biết được như thế nào. Sẵn cũng chia sẻ với các bác một chút thôi. Còn cháu Nguyên là ở bên trong nhà này là Nguyên ơi. Nguyên lại đi đâu rồi? Lại mang kẹo về cho các em đây. Ở cùng các em. Đây này. Đây Nguyên bảo à, em ạ, Nguyên hình như ăn cơm không ngon ấy. Với lại dạo này cứ thấy ho nên là anh mua luôn cái này. Là cái thuốc ho mỗi uống một bữa là uống 2 viên này. Cái này thuốc ho thôi. Đến nào lấy cho Nguyên uống nhá. Còn cái này là Pilatop, cái thuốc bổ, cái thuốc bổ này thì chắc em cũng biết rồi đúng không? Đúng rồi. Ừ, lấy cho Nguyên uống để ăn ngon. Cái này là ống thủy tinh ấy, cái này phải lúc mà uống cẩn thận một chút đấy. Nên là em cất mấy cái này đi, cái này sợ là Nguyên làm vỡ. Đây, con tự cho các em nhá. Ừ, tự cho các em ăn cùng nhá. Còn cái bánh mềm mềm thì cho bà nhé. Cất cho bà chưa? Mua sách vở các thứ rồi. Cất bánh mềm mềm cho bà chưa? Cất. Tí bà về cho bà. Cho bà về cho bà mới thương đấy. Dân bản thì thực sự mà vùng cao thì cũng khổ lắm mọi người. Toàn là phụ thuộc vào hàng nông sản, đi làm ngô khoai sán thôi. Hai anh em khu nhà mày nghe tao khu nhà là mà lớp bẩn đấy nhỉ, nhà lớp bẩn nhỉ, tao à khu nhà là bờ mẹ câu đấy mẹ bé nhìn mấy nhìn gần này anh cho sữa kìa. Cho ăn sữa ăn tiếp con à, này ăn nóng sao chứ. Chả Nguyên cho. Người ta cho anh hả? Ôi, vừa rồi à, bà bảo là năm ngoái đi họp ấy, có thuê người ta thuê anh em chở cho cháu Nguyên đi họp á. Ừ, đúng rồi, thuê chú Gieo. Thuê chú Gieo bên đây. Ừ. Chú Gieo ở trên ấy. À. Gieo ở trên. À, rồi. Trước chú anh Gieo. Nguyên ngủ cùng cái. Đúng rồi. Cùng con của anh. Đấy, nếu mà các bác cô chú anh chị thấy hoàn cảnh của cháu thì cũng mong rằng các bác giúp đỡ một ít tiền để có thể là thuê mọi người chở cháu đi học hàng tuần đi về. Cái này là cũng là mong mỏi của bên bà cụ ở bên ngoại á. Thì cháu vẫn rất là sống ở bên này mà. Phụ thuộc vào bên này nhiều thôi, bố mẹ thì không. Bố thì lang thang, mẹ thì chả bao giờ quan tâm đến con cái cả. Thế em là khám cho con chưa đi khám cho con chưa? Chưa. Chưa đi khám cho con á? Ừ. Anh tưởng là khám rồi chứ, khám mắt này. Chưa đi khám. Ủa. Đi khám xem là có vấn đề gì không? Phát triển thì phát triển bình thường, nhưng mà chắc chắn là mắt là khó nhìn đấy. Đây đấy. Đây các bác xem, khi mà đặc biệt là khi mà bé chọc vào cái nút này này, có chọc được nhưng mà phải nhìn thật gần đấy, cũng khó chịu lắm ấy nhỉ. Đấy đứa nhỏ mợn nhỉ. Đấy bé phải nhìn thật là gần luôn đấy nhỉ. Cám cho bé đi đây. Đây đây.
Dạ dạ ông, bà bố mi. Đấy, bé nhìn thật là gần luôn. Nhìn rất là gần luôn đấy. Mà tới quá. Nguyên đi đánh răng luôn à? Một kem đánh răng, đánh răng luôn đấy. Chăm sâu chỉ vậy. Sâu răng rồi á? Nhưng mà chưa thay răng nữa chứ. Chắc Nguyên 9 tuổi. À chắc chắc chưa chưa. Chắc bắt đầu thai thôi. Bắt đầu thai răng thôi. Khổ đấy nhỉ. Thế là em định là lúc nào để hai con lớn một tí mới đi khám á? Nó lớn tí rồi đi khám. Anh nghĩ là lúc còn bé có khi còn ok hơn ấy. Lớn khi mà lớn ấy, bởi vì là lớn thì mọi cái phát triển nó lúc mình đi chữa trị ấy, nó hơi khó nếu mà thật sự như chữa trị ấy. Còn bây giờ các bé thì cũng chả có chữa trị thì cũng không biết chữa trị như nào cả, chủ yếu là sợ là mát, sợ là nhưng mà sức khỏe bình thường. Nhưng mà chắc chắn là sau này mà lao động bình thường, thật sự như lao động chân tay. Lao động tôi sợ không bình thường. Nhưng... Không làm được như mình đâu. Ừ. Đi lên nương, đi lên rẫy thì không được đâu. Phải, lúc đấy phải bọc kín người luôn ấy. Mà trời phơi vào là bỏng rát ngay. Thế thôi Nguyên cất những cái sách vở, các thứ họ vào nhé Nguyên nhé. Nguyên rất là muốn xe đạp nhưng mà... À, bởi vì cũng sắp đi họp rồi thì cũng không mua làm gì cả, để Tết mua nha Nguyên. Hứa về Tết là Nguyên Tết mua. Thế thôi chắc anh về luôn em. Tết đây chơi xong thôi chiều xong về luôn.